Minh con đã từng đi lấy mụn lần nào chưa? Con lấy mụn nó cách đây bao lâu rồi? Hả? Năm. Năm hả? Minh cũng bị cái mụn này là bao lâu rồi? Dạ, mấy tháng. Mấy tháng rồi hả? Thank you.
Đi vô đây coi. Ở nhà con có thuốc gì sức khỏe mụn không Minh? Không bôi gì hết hả? Con có sử dụng sữa rửa mặt không? Con đang sử dụng sữa rửa mặt loại gì con ha? Con không nhớ tên. Con không nhớ tên, cái đó mẹ mua cho con ha, con tự mua. Mẹ mua. Cái con bị mụn như vậy cảm giác á, trên da của con có nó như thế nào con ha? Ngứa hả? Có đau không? Có nhức không? Hả? Không nhức hả? Thì cái miếng giấy này.